Anh chị đang quan tâm Xpander Eco mà thích những cái dòng xe nhập á, thì bên em có chiếc xe này mới về nên anh chị chạy 20.000, Xpander Eco 2023 màu bạc, một chủ từ đầu, biển số vàng. Bên em bán mức giá là 578 triệu, giá đấy là bao rút hồ sơ và còn bất lọc nữa. Anh chị quan tâm alo cho em nhé. Bây giờ dòng Xpander Eco chuyển sang ráp tại Việt Nam rồi, thì cái này tùy quan điểm, có anh chị thích có anh chị không. Thì một số anh chị vẫn thích cái dòng xe nhập hơn thì chúng ta có thể quan tâm chiếc xe này. 578 nhé, nếu mà trả góp trả trước tầm 220 lấy được xe rồi. Thủ tục thì cũng khá đơn giản thôi, anh chị chỉ cần chuẩn bị cho em 220, còn lại thì em hỗ trợ cho mình các cái thủ tục. Chiếc xe này là nó là phiên bản số tự động mà bảng thấp, cho nên nó cắt bớt một số những cái trang bị để hạ giá thành xuống. Ví dụ như ghế, nó là ghế nỉ này, anh chị bỏ 6 triệu là có bộ ghế da ngon lành rồi, còn nhắn phim camera hành trình là có hết rồi ha. Anh chị có thể đến để xem keo chỉ, ốc ác, máy số, những cái đấy là nguyên bản nguyên zin rồi. Thì bên em là đại lý chính hãng và xe qua sử dụng là xe chính hãng, cho nên anh chị yên tâm bảo hành toàn quốc ha, tới 2026 tới đại lý gần nhất bảo hành thôi. Màu bạc là cái màu mà bán rất là chạy đó, màu trắng và màu bạc là hai màu bán chạy nhất. Đèn chiếc này thì đèn led giống như bản premium, chỉ có đèn đầu là đèn halogen thôi. Bây giờ tối quá cho nên không thấy nhiều đâu, để ngày mai em quay lại cho anh chị. 578 triệu nha anh chị, bao rút hồ sơ. Hai chục ngàn cây số. Anh chị xem này, audio nè. Màn hình zin theo xe nha, trang bị cơ bản thôi. Anh chị có thể đến đây để lái thử, để xem xe, có thể dẫn bạn bè thầy tới kiểm tra thoải mái nha anh chị. Chắc chắn với anh chị luôn là con này những chi tiết quan trọng đó là nguyên bản nguyên zin hết rồi. Ngay cả cái tem này còn luôn anh chị. Tem này là khi nhà máy nhập xe về là nó có, thường khi giao xe tụi em sẽ lột ra, nhưng mà khách hàng để tới giờ luôn. Ngoài chiếc này ra, nếu anh chị có tài chính thấp hơn chút xíu thì em có chiếc Xpander Eco màu đen đời 2022, đi 6 vạn, bên em bán mức giá là 520. Nó sẽ mềm hơn chiếc này vài chục triệu. Đèn đầu nó là đèn halogen ha. Nếu anh chị cần thì nâng cấp lên cái đèn bi led á, nó sáng hơn rất nhiều. Dòng này mấy tháng trời nay đâu có hàng đâu, xe mới là không có đâu. Bây giờ có xe mới rồi nhưng mà cũng chưa về đại lý được, nên là bây giờ anh chị mua Eco là vẫn là mua Eco lướt nếu mà muốn lấy liền. Chiếc này cũng của Việt Nam mới về luôn nè, để xem quay cho anh chị luôn. Chiếc này là đời 2022, chiếc đấy thì giá nó cũng xem chiếc này á chị, để chút xíu em quay em giới thiệu cho anh chị. Anh chị quan tâm nhé, alo cho em ạ. Có thể ghé qua để xem xe trực tiếp. Trên này thì em chỉ giới thiệu qua thôi ạ. Hoặc là anh chị cần em đi sâu vào chi tiết nào thì cứ báo em. Em tới em quay lại chi tiết ngay chỗ đấy. Em chụp hình lại, em gửi cho anh chị. Mấy cái xe này là tụi em có kiểm tra 160 điểm hết nè. Rất là chi tiết, có chứng từ hết nhé. Rồi bảo hành, có bảo dưỡng, thay lọc thay nhớt đầy đủ. Nên anh chị yên tâm. Rồi anh chị quan tâm alo cho em nhé. Cảm ơn chị rất nhiều.